Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Bài này sẽ nói về hai điều mà nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ lý giải được tại sao rất nhiều người, kể cả chúng ta, thành công hay là không thành công. Chúng ta sẽ đạt được cái mức độ sâu sắc đó. Và sau cái sự thấu hiểu đó, chúng ta cũng biết phải làm gì để có thể đạt được những thành công trong cuộc sống của mình. Và ở đây là thành công theo cái nghĩa nó rộng nhất. Có nghĩa là bạn muốn cái gì thì bạn sẽ nhìn thấy được con đường để đạt được nó. Và bạn nhìn về quá khứ những thứ mà bạn đã từng sai lầm, từng thất bại. Bạn cũng hiểu luôn tại sao lại có cái thất bại đó. Có nghĩa là tương lai nó tươi sáng, nhưng quá khứ nó cũng có bài học. Đó là cái mục tiêu mà cái bài này tôi muốn mang đến cho các bạn. Quy luật thành công gói gọn trong hai cái điều đơn giản này thôi. Bây giờ mình vô cái điều số 1 các bạn nha. Rồi, hello tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta bữa nay. Thưa quý vị, thành công thực sự nó sẽ chỉ gói gọn trong hai cái điều đơn giản này thôi. Những cái quy luật bao quát, những cái quy luật tổng thể và mình hiểu một, mình có thể ứng dụng trong 10, 20, thậm chí là 100 lĩnh vực cũng được. Này tôi nói thiệt, vì mọi thứ nó đều có những cái nguyên lý cơ bản các bạn. Và tôi cho rằng một cái cách hiểu, một cái cách sống, một cái cách học mà nó bền vững nhất á, là mình hiểu cái nguyên lý cơ bản, những cái nguyên lý đơn giản trước. Và rồi những cái nguyên lý, những cái triết lý này nó theo mình tới suốt cuộc đời. Nó theo mình trong mọi lĩnh vực, mọi thứ mình tham gia, mọi điều mình làm. Ha. Vậy thì cái điều số 1 là gì? Tôi tạm gọi đó là cái quy luật quả trứng gà. Thôi quy luật quả trứng đi, nhiều khi có người thích trứng vịt nữa. Thưa quý vị, cái quy luật quả trứng này nó nói cái gì về thành công? Nó nói cái gì về thất bại? Nó nói cái gì về sự rực rỡ trong sự nghiệp? Và nó nói cái gì về những buồn bã của những thất bại mà chúng ta đã trải qua? Bây giờ để tôi giải thích. Thưa quý vị, cái quy luật quả trứng thực ra rất là đơn giản thôi. Bây giờ nè, mình có một cái quả trứng gà, một cái quả trứng vịt chẳng hạn. Từ khi cái quả trứng này có mặt trên đời cho tới khi mà nó nở ra thành một con gà hay là một con vịt con, chúng ta có làm gì được để giúp nó nở không? À có đó, chúng ta chăm và ấp nó. Chỉ có một cách đó thôi, chăm và ấp nó thì nó sẽ nở ra. Với hết sức sự thận trọng, với hết sức những cái sự kiên nhẫn, những cái tình thương, tình cảm, tâm huyết đặt vào đó, chăm ấp nó thì nó sẽ nở. Nhưng mà đương nhiên, trong số rất nhiều những con gà ấp những cái quả trứng này thì nó xuất hiện những con gà hơi lạ lạ xíu. Những con gà này không chấp nhận cái việc mà trời ơi mình ấp cái trứng này nó lâu nở quá. Ấp hoài mà không thấy nở. Đúng không? Ấp một tuần rồi. Mà sao nó không nở ta? Tức thiệt chứ. Thế thì những con gà này quyết định đập cái trứng cho nên nó bể luôn. Tại vì nó nghĩ rất đơn giản. Sớm muộn gì con gà con vịt con nó cũng mổ cái trứng nó ra. Thì sao mình không giúp nó một tay? Cho nó nhanh. Cho nó sớm thấy cái thành quả. Mình đập cái trứng luôn cho rồi. Chờ gì đâu mệt mỏi. Đúng không? Thế thì đúng là có những con gà, có những con vịt nó làm vậy thiệt. Sau 10 ngày nó thấy trứng chưa nở, nó chột dạ quá. Thế là nó đập cái trứng luôn. Và kết quả là cái trứng đó bị hư, cái trứng đó nó chết. Và sẽ không bao giờ có một con gà, một con vịt nào nở ra được từ cái trứng đã bị đập sớm. Đó là cái ý nghĩa tượng trưng của câu chuyện quả trứng. Đương nhiên đây là ẩn dụ thôi. Và nó có một ý nghĩa trong đời sống của chúng ta. Lý giải rất nhiều thứ mà chúng ta đã thành công và đã thất bại. Chúng ta không đủ kiên nhẫn, chúng ta chưa đủ quá trình, chúng ta chưa đủ thời gian mà chúng ta đã muốn nhanh rồi, chúng ta đã muốn đập nó rồi. Chúng ta muốn cái con gà nó nở sớm, con vịt nó nở sớm. Và kết quả chúng ta nhận được là cái gì? Là một cái quả trứng vĩnh viễn không bao giờ nở được. Bạn thử bạn nhìn lại mọi thất bại của bạn coi, có phải một trong những nguyên nhân rất phổ biến là bạn muốn nó nhanh không? Bạn muốn nó nhanh, trong khi mình chưa đủ ngày, đủ tháng, chưa đủ chất, đủ lượng, nhưng mình muốn nó nhanh. Và bao nhiêu cái ước mơ bay xa, bao nhiêu cái ước vọng tan nát, bao nhiêu cái ước mơ vụt tắt cũng y hệt như là một cái quả trứng bị đập sớm vậy. Bây giờ tôi lấy các bạn một ví dụ. Thí dụ bạn học một cái nghề gì đó, nghề nấu ăn chẳng hạn. Đương nhiên, chúng ta thừa hiểu là trước khi bạn học cái nghề đó thì bạn đã có một ước mơ. Bạn muốn làm đầu bếp chẳng hạn, bạn muốn làm bếp trưởng chẳng hạn, bạn muốn làm chủ nhà hàng chẳng hạn. Những cái ước mơ rất là tuyệt vời và đáng trân trọng. Nhưng mà điều quan trọng là bạn đang ở cái giai đoạn học nghề bếp thôi. Có thể bạn ra trường rồi luôn, nhưng bạn mới ra trường thôi. Và thế là bạn phải làm một cái vị trí nó rất là thấp. Bạn không được làm bếp trưởng nữa, bạn chỉ là phụ bếp thôi, thậm chí là như vậy. Bạn thấy bực bội, bạn cảm thấy không công bằng. Mình đã ở trong cái nghề bếp này 1.5 năm rồi, sao mình vẫn lèn èn như vậy, vẫn không có cái gì ngon như vậy. Thế là bạn bực, bạn muốn nhanh. Giống như con gà mà nó cảm thấy, ủa sao ấp một tuần rồi mà sao nó không chịu nở, bực chứ. Thế là bạn quyết định có những quyết đi đột phá trong bản thân mình. Bạn quyết định mở một cái quán ăn, mở một cái nhà hàng riêng. Với vốn liếng là 1.5 năm kinh nghiệm nấu bếp, thí dụ vậy. Và ở đây có ai là người đã từng khởi nghiệp nấu ăn không?
đã từng khởi nghiệp nhà hàng không? Đã từng khởi nghiệp cái lĩnh vực F&D không? Nói cho tôi biết coi. Rất có thể nhiều người trong các bạn đã trải qua cảm giác lỗ tuột quần luôn. Thưa các bạn, đôi khi á, các bạn lớn lớn tuổi chút xíu á, các bạn nhìn lại các bạn mới hiểu rằng á, một ông chủ mà chỉ với 1.5 năm hay là 2 năm, thậm chí là 3 năm kinh nghiệm kể từ lúc bắt đầu một lĩnh vực nào đó là nó quá sớm. Nó y hệt như là một cái trứng mới được ấp 2-3 ngày hoặc là 1 tuần vậy đó. Và trong khi đó chúng ta hiểu rằng để là một người bếp trưởng, một người chủ thành công á, thì cái thời gian cần thiết để trao đổi cả chất lẫn lượng nó có thể là 5 năm, 7 năm các bạn. Tại vì muốn thành công á, nó cần nhiều thứ mình trải nghiệm lắm. Mà cái nghề, cái việc mình chỉ mới nấu ăn được thôi á, nó mới chỉ là khởi đầu thôi. Nó còn là cái việc thiết lập mối quan hệ để lấy nguồn hàng, đúng không? Để tìm những nguồn hàng chất lượng, giá rẻ, có những đối tác làm ăn, có những người bạn làm ăn lâu năm để chúng ta hỗ trợ qua lại, đúng không? Rồi mình còn có câu chuyện là mình phải học về tiếp thị, về bán hàng, về tuyển dụng đầu bếp, về tiền bạc để xoay sở dòng tiền các thứ. Nó là rất nhiều thứ các bạn, và một vài năm đầu làm sao mà làm hết được những cái chuyện đó. Đó là lý do mà chúng ta cần phải kiên nhẫn, giống như là ấp một cái quả trứng vậy, phải chăm và ấp nó liên tục để mình đủ chất và đủ lượng, để mình đủ trình. Và đến một giai đoạn mà mình cảm thấy được rồi mình mới làm. Các bạn, thực ra đó, những bạn mà giỏi hơn và nhạy bén hơn, họ rất là thường xuyên hỏi thăm những cái người đã đạt được thành công mà họ muốn. Như đơn giản thôi, bạn đi làm, bạn hỏi ông bếp trưởng: anh ơi, anh đạt được vị trí này, anh mất khoảng bao lâu, anh trải qua những gì? Nếu mà người ta thương bạn, người ta sẽ trả lời hết. Và bạn nhìn cái mốc thời gian của người ta để bạn tham khảo, để bạn biết là mình cần tầm tầm là khoảng bao nhiêu để mà cái quả trứng của mình ấp nó nở ra. Chứ không phải mình gấp, mình đập cho nó mau nở. Thực ra mình đập thì nó chết, chứ làm sao mà nó nở được. Những lĩnh vực khác cũng vậy các bạn. Rất nhiều người ở đây cũng thích làm video, cũng thích làm YouTuber hay là TikToker, đúng không? Cũng được thôi. Thời điểm hiện tại, cái ngành sáng tạo nội dung nó rất là phổ biến, nó rất là phát triển và nó mang lại cơ hội cho rất nhiều người. Nhưng mà sẽ có một cái tình trạng như thế này: bạn đăng rất nhiều video nhưng mà không ai biết tới bạn cả, bạn không có view, không ai muốn nghe bạn cả. Và thường thường hầu hết các view mà bạn có là tự bạn nghe, hoặc là những người bạn của bạn vô nghe ủng hộ, đúng không? Và bạn thấy bực quá, bạn chịu hết nổi rồi. Thế thì bạn bắt đầu muốn một cái gì đó nhanh, muốn một cái gì đó lẹ. Có thể bạn mua view chẳng hạn, có thể bạn đi xì bam hết tất cả các kênh để mình có view, có thể bạn đi chửi người này, kích war chỗ nọ để có view. Và rất nhiều trường hợp tôi biết sau đó cái kênh nó bị khóa luôn vì xì bam quá nhiều. Nhiều lắm bạn, phổ biến lắm, tôi được tâm sự hoài tôi biết mà. Thế thì bạn đã muốn đi nhanh hơn, bạn muốn đi lẹ hơn, bạn muốn tự đập cái quả trứng của mình cho nó nở nhanh hơn. Nhưng kết quả, bạn làm cái trứng của mình nó trở thành trứng ung, trứng thối luôn. Trong khi đó cái việc cần thiết nhất là kiên nhẫn và chăm ấp cái quả trứng của mình. Chỉ có vậy thôi. Mình phải nhìn lại bản thân mình chứ. Video mình làm đã hay chưa? Có một cái riêng gì chưa? Mình dựng video đã chất lượng chưa? Đúng không? So sánh mình với là những người thành công ngoài kia thì mình được bao nhiêu phần trăm của họ? Mình phải nhìn hết những cái này và mình phải trau dồi, thay đổi liên tục. Cuối cùng hết thì chính cái video mình làm ra nó phải có một cái sức hút với một nhóm người nào đó. Thì mình mới có mong muốn là mang nó đi giới thiệu quảng bá được chứ. Vậy thì lao vào khùng điên mà luyện tập nói chuyện, luyện tập biểu cảm, luyện tập một cái kịch bản nó mới lạ, nó đặc biệt. Đọc sách nhiều lên, trải nghiệm nhiều lên để có những chất liệu sống. Và khi mà những cái chất liệu sống này nó ở trong máu mình rồi, mình nói ra người ta mới cảm được, người ta mới biết thấy mình là một cái người thú vị và họ muốn nghe. Kiểu như vậy. Tất cả những nhà sáng tạo trên mạng xã hội họ đều có một cái nét riêng đặc biệt nào đó thì họ mới có khán giả các bạn, dù cho nền tảng nào cũng vậy. Thế thì mình phải liên tục chăm và ấp cái tài năng của mình để nó trở nên đặc biệt, và rồi tới ngày đó tháng đó trứng nó sẽ nở. Chứ không phải là muốn nhanh quá, gấp quá, là muốn đi một cái con đường tắt nào đó thì như vậy là chỉ có trở về lòng đất thôi. Lĩnh vực đầu tư cũng vậy, rất nhiều người muốn đi đường tắt, đúng không? Tham gia những cái hội xin kèo mà các bạn biết rồi đó, bạn làm theo một cái quyết định đầu tư mà bạn không có hiểu biết thì quả trứng rất dễ bể, nói nghiêm túc luôn. Vậy thì chốt lại cái nguyên tắc số 1. Khi mà bạn cảm thấy mất kiên nhẫn rồi, bạn cảm thấy là mình sao làm mãi mà chưa thành công, thì bạn phải nhìn lại và liên tưởng tới cái quả trứng. Mình đã chăm ấp nó kỹ chưa? Đương nhiên nha, tôi nói thẳng luôn. Một cái quả trứng mà các bạn có ở đó mà các bạn quăng mặc kệ nó thì nó cũng đâu có nở. Điều quan trọng là phải chăm ấp nó. Nói chỗ này để các bạn đừng có hiểu lầm, vì tôi biết có rất nhiều người bảo là vẫn làm cái lĩnh vực đó nhưng mà thực ra hàng năm trời không phát triển được cái gì cả. Thì chẳng khác nào họ bỏ bê cái quả trứng của họ. Dục nó lăn lông lóc đó thì nó cũng trở thành trứng ung thôi. Điều quan trọng là chăm ấp, giống như là cắn răng cắn cổ để mà cố gắng, để mà trau dồi liên tục vậy đó. Vì mình có một cái niềm tin cực mạnh không bao giờ thay đổi. Đó là trứng của tôi sớm muộn gì cũng nở. Bạn phải có cái niềm tin mạnh tới mức đó.
Và mỗi tối bạn đi ngủ, bạn biết rằng mình đang giỏi lên. Đó là một tín hiệu tuyệt vời. Bạn không cần một cái tín hiệu nào khác nữa, tôi nói thiệt. Mỗi ngày tối bạn đi ngủ, bạn biết là mình đang giỏi lên. Bạn biết là mình đang chăm ấp tốt. Tin tôi đi, trứng chắc cú nó sẽ nở. Ha, đó là phần số 1. Rồi, hello các bạn. Đây là phần số 2 của cái bài kỳ này. Thêm một cái điều nền tảng để chúng ta hiểu, để chúng ta thấm, để chúng ta suy ngẫm. Và thông qua những cái suy ngẫm và thấm đậm đó, chúng ta cũng lý giải được về thành công và thất bại. Và từ cái sự lý giải đó, chúng ta đi theo con đường hướng tới thành công và loại bỏ, học hỏi cũng như là sau đó loại bỏ. Mình vừa học nhưng mà mình vẫn lấy cái học đó để loại bỏ dần những cái rủi ro có thể gây ra thất bại. Thì chúng ta có thể làm được cái điều đó với một cái sự hiểu biết về một cái triết lý rất là đơn giản. Đó là chúng ta phải phân biệt được sự khác nhau giữa cái được gọi là tính cách và cái được gọi là thói quen. Tính cách và thói quen tưởng chừng như là hai thứ khác nhau. Thì thực ra nó khác nhau thiệt. Vấn đề ở đây là có không ít người trong chúng ta không nhận ra sự khác biệt đó, bị lầm lẫn giữa tính cách và thói quen. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ. Rất nhiều người trong chúng ta ăn nói bổ bả, cọc lóc, thậm chí là bất lịch sự, đúng không? Bất lịch sự. Và chúng ta hay giải thích cái sự ăn nói bổ bả đó, thô tục đó, bất lịch sự đó là tính cách. Tính tôi nó như vậy. Bây giờ mà tôi nói chuyện mà 30 giây mà không có đờ mờ thì tôi thấy nó không có thật, nó không có chất. Tôi phải đờ mờ liên tục thì đó mới là tính cách của tôi, cái chất như vậy. Đó là cách lý giải mà mình nghe mình thấy cũng đúng chứ, đúng không? Thôi cái tính anh này ảnh bộc trực, cái tính anh này ảnh chất như vậy thì đó là tính ảnh rồi. Thôi mình thông cảm. Nhưng mà thực ra đó, khi mà chúng ta nhìn về những cái tầng sâu hơn á, trong tính cách của mọi con người đó các bạn, mình cần phải có một cái sự phân biệt liệu cái sự bổ bả, cái tính này nó thuộc về tính cách hay nó chỉ là thói quen thôi. Tính cách có nghĩa là nó mang cái tính định mệnh luôn á các bạn. Nó là của bạn rồi, bạn không sửa được. Nó là một phần trong con người của bạn rồi. Nó tạo nên nhân dạng của bạn rồi, không bỏ được. Thì mình tạm gọi cái đó là tính cách, tuy rằng nó khá là nôm na, nhưng mà thôi, nói như vậy cho dễ hiểu. Còn về cái thói quen thì chúng ta dễ hiểu rồi, dễ hiểu hơn. Thói quen có nghĩa là đơn giản, hồi đầu mình không có nó, nhưng mà mình làm nó nhiều, rồi mình quen nó lúc nào cũng hay. Thế thì sau này mình làm gì cũng có nó hết, kiểu vậy. Thế thì ăn nói bổ bả, có phải sinh ra là mình có cái đó rồi không? Có phải là tuổi sơ sinh mình có cái đó rồi không? Có phải là từ khi mình có mặt trên đời này tới bây giờ, lúc nào mình cũng có cái sự bổ bả, lúc nào mình cũng có sự thô tục đó hay không? Chưa chắc nha. Chưa chắc nó là tính cách, chưa chắc nó là định mệnh đâu. Mà rất có thể nó là kết quả của một thói quen. Có thể trong cuộc sống của bạn, bạn đã tiếp xúc với những người kiểu như vậy trong một khoảng thời gian như vậy. Và nó sinh ra cái kết quả bây giờ. 30 giây là phải đờ mờ một lần cho nó đã, thí dụ vậy. Kiểu vậy đó, đúng không? Thế thì coi chừng đó là thói quen. Mà đã là thói quen thì sửa được. Nhưng mà đã là tính cách, đã là định mệnh thì coi chừng khó sửa. Phân biệt được cái này thôi, mình sẽ nhìn ra được một cái con đường để phát triển bản thân. Nếu đó là thói quen, ok, không sao. Không sao, còn cơ hội. Nếu đó là định mệnh thì hơi mệt, kiểu vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy sẽ có rất nhiều thứ chúng ta chưa làm được trong cuộc sống này. Rất nhiều thứ là kết quả của một sự thất bại, là thói quen. Nhiều người họ bảo là em ăn nói không có gì, em ăn nói không hay, đúng không? Và nó cản trở thành công em quá. Thì các bạn đừng có luận giải, đây là định mệnh của bạn. Kiểu như bạn sinh ra là bạn buộc phải bị một cái chứng, tạm gọi là chứng ăn nói dở. Sao bạn không nghĩ đó là kết quả của một thói quen? Đó là thói quen ít giao tiếp quá nhiều, đúng không? Cái thói quen này, ngay cả cái tên nó cũng hài, các bạn ít giao tiếp mà lại quá nhiều. Có nghĩa là các bạn quá ít nói, các bạn không có dạn dĩ, phát biểu từ khi còn đi học. Các bạn không có dám thể hiện chính kiến của mình. Thì nó sinh ra một cái thói quen đó là ngại giao tiếp. Chứ không phải là ông trời bắt các bạn phải có cái định mệnh là nói chuyện dở. Phải phân biệt nó rõ các bạn. Và khi mình cảm thấy rằng à, hóa ra cái cảm giác mà nói chuyện nó cứ nhạt nhạt của mình là kết quả của cái thói quen là mình xưa giờ mình cũng đâu có thích giao tiếp đâu. Kết quả của cái thói quen ngại giao tiếp. Thì ok, bây giờ mình sửa. Tại vì thói quen thì sửa được. Mình chỉ có thể đơn giản là cố gắng trình bày nhiều hơn trong những cái cuộc họp nhóm chẳng hạn. Hoặc là đi học về giao tiếp cũng được. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, với những cái lớp học về giao tiếp thì đó là cái nơi mà họ đang muốn dạy bằng giao tiếp mà. Đó là cái nơi mà ai đến đó cũng khao khát và cũng đang có những cái vấn đề về giao tiếp mà. Và họ sẽ rất thông cảm. Nếu mà ở những cái môi trường đó bạn giao tiếp không hay, người ta vẫn rất thông cảm vì họ cũng giống bạn. Thì đó là những cái môi trường đầy sự cảm thông và rất thuận lợi và an toàn để chúng ta giao tiếp. Mình có thể dũng cảm xung phong lên làm một cái bài thuyết trình phát biểu nào đó. Và rồi bạn sẽ thấy là bạn đang thiết lập một thói quen mới đó.
Nghĩa là ngày xưa bạn có cái thói quen ngại giao tiếp, nhưng bây giờ bạn có cái thói quen siêng giao tiếp. Và rồi để mà xem, bạn sẽ nói hay hơn, bạn sẽ nói thuyết phục hơn, bạn sẽ nói lưu loát hơn, bạn sẽ nói truyền cảm hơn. Thế là mọi thứ thay đổi, cuộc đời bạn thay đổi. Nha, cái việc hiểu sự khác nhau giữa thói quen và định mệnh và tính cách, coi chừng hiểu không đúng là toan. Không dưới một lần tôi nói với các bạn, tôi là một người hướng nội. Tính cách của tôi chắc chắn là một người hướng nội rồi. Tại vì nó có từ khi tôi có mặt trên đời này. Đó, cái đó mới là tính cách. Nhưng cái việc giao tiếp không tốt thì đó không phải là tính cách. Tại vì khi còn nhỏ trong cái xóm của tôi không có một cái vấn đề gì trong cái việc chơi với những đứa con nít trong xóm cả. Thiệt, giỡn hà rầm luôn. Tuy rằng gặp đám đông này nọ thì tôi bắt đầu không thoải mái, nhưng mà tôi không có vấn đề về giao tiếp. Thế thì tuy rằng như vậy, lớn lên mới ra đời, có lúc tôi cũng đã tưởng mình không giao tiếp được. Tôi đã tưởng mình hoàn toàn không có năng lực để giao tiếp. Và tôi đã từng nghĩ đó là cái tính cách và cái định mệnh của tôi rồi. Nhưng mà may quá các bạn, có những lúc mà mình buộc phải nói, mình buộc phải mở miệng. Và thế là mình lại trở thành một người có thể giao tiếp được lúc nào cũng hay. Đương nhiên ở cái lứa tuổi ngày xưa, tôi không có nhận thức được theo cái kiểu nguyên lý như bây giờ đâu các bạn. Phải chi mà ngày đó mà lúc 17, 18 tuổi, rất lâu rồi, mà tôi hiểu rằng trên đời này có một cái được gọi là sự khác nhau giữa tính cách và thói quen thì tôi thậm chí tôi còn bật nó nhanh hơn nữa. Nhưng mà thôi không sao. Bây giờ sau rất rất nhiều năm sau này rồi, mình quay trở lại, mình nhìn chính cái quá khứ của mình và mình phát hiện ra mình cũng đã vô tình thực hiện cái nguyên lý như bây giờ đó. Có nghĩa là mình chấp nhận những thứ thuộc về số phận, những thứ thuộc về định mệnh, nhưng mình không chấp nhận những thứ thuộc về thói quen. Về thói quen sửa được, nghiêm túc luôn. Rất nhiều người khác bảo rằng họ không thể tập trung được. Mà các bạn biết mà, thành công nó rất là cần tập trung. Đọc tài liệu rất cần tập trung, làm việc rất cần tập trung, suy nghĩ rất cần tập trung, tư duy rất cần tập trung. Và nói thẳng với các bạn luôn, những cái người mà muốn làm lớn, muốn phát triển lớn, muốn thành công lớn, mà ngồi 5 phút check điện thoại một lần thì không có làm nên được cái việc gì cả. Nói thật, tại vì cái chất lượng tư duy nó sẽ rất tệ với những cái sự sao nhãng như vậy. Thế thì rất nhiều người như vậy họ cho rằng tính tôi, chắc là cái gen của tôi nó kém tập trung, đúng không? Nhưng cái này phải coi lại. Vì cái hiện trạng bạn đang gặp bây giờ, liệu có phải là tính cách kém tập trung của bạn hay nó là kết quả của một thói quen thường xuyên sao nhãng? Chỗ này chắc khỏi giải thích quá. Vì tôi cho rằng chỉ cần chịu khó nhìn lại cuộc sống của mình thôi, thì rất có thể rất nhiều người trong chúng ta sẽ thấy rằng mình đã dành quá nhiều thời gian để xây dựng nên thói quen sao nhãng. Đúng không? Và không ngạc nhiên, kết quả của nó là sự kém tập trung. Và rất nguy hiểm khi mình nghĩ rằng kém tập trung là định mệnh, là tính cách máu thịt của mình. Sai lầm. Phải nhận thức đó là thói quen thôi. Và thói quen thì mình có thể sửa được. Bằng cách nào? Làm lại một cái thói quen mới là thói quen tập trung. Bắt đầu tập trung 5 phút, rồi tăng lên 6 phút, tăng lên 10 phút, tăng lên 45 phút. Từ 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 rồi sẽ làm lại được thôi. Với sự kiên trì, với sự cố gắng. Làm được hết. Chỉ cần mình phải tin rằng mình có thể làm được. Tại vì sao? Nó chỉ là thói quen thôi. Nó không phải là định mệnh của mình. Vậy thôi các bạn. Tôi lấy những cái ví dụ trong cái phần 2 này là về giao tiếp nè, về tập trung nè. Các bạn thấy là, ủa sao không nói về thành công? Như cái tiêu đề của cái bài kỳ này, thực ra tôi đang nói về những nguyên liệu của thành công đó các bạn. Tôi đang nói về những điều mà kiến tạo nên thành công đó. Nó quan trọng vãi ra đó, đúng không? Nhiều người bảo là họ không thể buôn bán được, không biết bán hàng, tính cách của họ không phù hợp bán hàng. Thực ra đó các bạn, bán hàng nó chẳng là cái gì khác ngoài cái sự thuyết phục. Bạn làm sau đó để người ta thấy rằng những gì bạn bán là có giá trị và họ ra một quyết định bạn muốn, đó là mua. Bán hàng chẳng là cái gì khác ngoài trừ cái sự thuyết phục cả. Thế thì bạn thử, bạn nghĩ lại xem. Nếu mà ngày xưa bạn có thể thuyết phục ba má bạn mua cho bạn một món đồ chơi, thì bạn cũng có tiềm năng bán hàng đó. Chứ không phải là định mệnh bỏ bạn ra khỏi cái công việc thuyết phục này đâu. Nếu bạn có thể viết một cái bài tập làm văn chứng minh rằng cái quan điểm của bạn về cái điều đó là thuyết phục và thầy cô cho bạn 7 điểm rưỡi chẳng hạn, chúc mừng bạn, bạn không quá quá tệ đâu. Nếu bạn đã từng trong đời mình nói một cái điều gì đó và người khác tin tưởng và họ cảm thấy bạn nói cũng khá là có lý, đó là bán hàng. Bán hàng là câu chuyện của sự thuyết phục, là câu chuyện của việc tạo niềm tin, chứ không phải là bán hàng là cái việc mà suốt ngày đăng lên em có bán cái này, em có bán cái kia. Mấy người đó là những người ế nhất trên đời này, tại vì thuyết phục quá dở. Người ta chỉ thấy mệt với những người đó thôi, chứ người ta không thấy một cái sự tự nguyện nào trong cái việc tự mua hàng ở trong chính chúng ta hết. Vậy nên nếu bạn bảo rằng tôi không có duyên bán hàng, tôi không có định mệnh bán hàng, tôi không có tính cách bán hàng, bán hàng nó không phải là tính cách của tôi, hãy xem lại cái việc bây giờ bạn cảm thấy mình bán hàng siêu dở, đó là tính cách hay là thói quen? Có phải bạn đã có một cái thói quen rất là mắc cười, đó là không bán hàng quá lâu hay không? Đúng không? Và nếu mà mình đã không thuyết phục quá lâu mình
cam chịu, mình im lặng, mình cứ cứ gật đầu quá lâu rồi, thì bây giờ mình thay đổi thôi. Mình tập lại những sự thuyết phục, mình đọc sách về thuyết phục, đọc sách về bán hàng. Và rồi cái thói quen mới nó sẽ được hình thành dần 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 dần. Thì thế thì lụm thôi các bạn. Có cái gì đâu, nha. Cái phần số 2 này nó rất quan trọng, tại vì mình không phân biệt được giữa tính cách và định mệnh. Sorry, giữa tính cách và thói quen thì mình hay có cái trò là đổ tại số lắm. Và tôi thất bại đổ tại số, tại ông trời, đủ thứ hết. Thì có thể là ông trời không có chịu trách nhiệm đâu, mà chính bạn chịu trách nhiệm á. Và hàng ngày bất mãn đau khổ thì nó đâu có vui vẻ gì đúng không? Hy vọng là cái bài kỳ này sẽ hữu ích với các bạn với hai điều mà tôi liệt kê ra. Một cái là nhớ tới cái trứng hộp dịch lộn. Và thứ hai là nhớ tới cái sự phân biệt giữa tính cách và thói quen. Tính cách thì có thể mình chấp nhận, nhưng thói quen thì đừng chấp nhận. Nếu nó là thói quen xấu, và thiết lập một thói quen mới, chồng lên thói quen cũ, sửa nó. Giống như cái gợi ý về sự tập trung nãy tôi nói đó. Cuối cùng hết, chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và thành công, thành công, thành công, thành công, thành công. Yeah.